Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người tay mình đang tìm kiếm sản phẩm này. Sản phẩm này thì đây là một cái sản phẩm mà mình sẽ review ngày hôm nay. Đây chính là đồ anh Trung biết cái này là gì đấy. À, đây là một cái chổi vệ sinh máy ảnh nha mọi người ơi. Đây này, nó có nút bật lên như này, trông rất là tiện này. Cái đầu chổi của nó sẽ là màu đen này. Vậy. Nhìn mặt xấu lắm. Làm một cách rất là đơn giản. Không cầu kỳ. Sau này chúng ta có thể đeo cái bằng gồ này nhé. Cái bằng gồ ở mắt đấy cho nó đúng. Em review cái gương mặt em có cái bằng gồ. Có sao đấy lúc khám nó bảo phách ở. Bất lực quá. Mình vẫn chưa vào được cái Shopee để mà xem cái sản phẩm này luôn ấy. Shopee hôm nay bị làm sao ấy. Hề luôn. Đây rồi, đến phần để chuẩn bị ảnh. Mà mãm chủ luôn ấy. Chúng ta cùng cherry tô màu nhất là cái này thôi. Và mong là các bạn sẽ làm được bộ vệ sinh máy ảnh cao cấp. À, bộ vệ sinh máy ảnh cao cấp nha mọi người. Và nhớ like, subscribe cho kênh của mình sẽ có những cái video và mình làm thêm những cái video thú vị hơn. Nhấn bộ vệ sinh máy ảnh cao cấp. Combo vệ sinh body lens bán chạy nhất tại cái máy ảnh 247.com. Đây tiếp theo này, cái bộ sản phẩm 3 món, đầu tiên là khăn da, bút LP1, bóng thổi đầu kim loại. Có in in. Hôm nay không còn là Skylab nữa. Cái màu sắc của da cừu có thể thay đổi. Cái này là bóng thổi đầu kim loại nha, bóng chổi. Len pen đầu than hoạt tính cao cấp, chuyên dụng xử lý triệt để dấu vân tay, màng bám trên bề mặt len, chổi quét sạch bụi bẩn. Anh Trung hôm qua được 40 video lận, ôi. Mà anh vẫn còn thử ra chơi điện tử, em cũng đỉnh không? Đỉnh của cho. Trung bình mỗi tiếng mình quay khoảng 5 video, 4 tiếng là được 20 video, một ngày sẽ được 40 cái video. 1 tiếng 50 video. Mà nãy giờ gần 9 giờ mới có được 2 cái. Anh được 1 cái. Người tính không bằng trời tính. Xin chào tất cả các bạn lại trở lại với channel. Hôm qua em vừa nói xong câu em làm thêm 10 cái nữa sẽ về xong đột phát bố một phát là thôi. Không có làm ăn gì nữa. Vừa nuôi xong câu. Nên là nuôi được bước qua.
bớt đi. Người ta bảo là im lặng để thành công đúng không em? Làm được đến mô thì làm. Đừng có sắc trước. Sắc trước như ý là dược quật. Quật nhanh quá. Làm đến 12 giờ đêm mà nó còn chưa sắc. Ông đi như vậy rồi. Đến khổ với thằng em hôm qua. Thực sự anh thấy nó tổ lắm. Nó khôi em là anh đi ngủ đi. Đã 12 giờ. Sáng ngày chưa đến đó là mình ngủ đến chiều. Mệt quá. Khổ thật. Anh ca biết chưa nhỉ? Mày có ý đồ cái gì ta cao không? Bóng thổi đầu kim loại xịt mạnh mẽ, hồi hơi nhanh, cao su mịn màng, bóp nhẹ nhàng, thổi bay mọi thứ vào trong mọi góc nhỏ. IPCA42PD, nguồn điện 5V, 2A, với báo động thông minh, hỗ trợ tính năng phát hiện chuyển động, phát hiện con người, phát hiện âm thanh bất thường, giao thức. Cái này thì khăn da cừu thì da thật mịn, lau sạch và êm tay, lau hết những cái vân tay trên mọi người, dính trên cái len hay là cái me ảnh nha mọi người. Tầm nhìn hồng ngoại là 10m, với đàn thoại 2 chiều có dung lượng tối đa là 256GB. Với công nghệ đặc biệt là chuẩn H265 tích hợp với mic và loa đàm thoại 2 chiều. Loại camera này là sản phẩm được nâng cấp thêm tính năng AI thông minh, thiết kế nhỏ gọn với độ phân giải 4 megapixel. Cái loại này thì chúng ta sẽ có hai cổng ở phía sau. Đây là hai cổng phía sau. Cổng này là cổng kết nối mọi người, ai mà kiểu như dùng máy ảnh nhiều thì mọi người nên mua một cái bộ vệ sinh máy ảnh kiểu như này nhá, để bảo vệ, để sạch, để làm sạch cái máy ảnh của mọi người á. Cái thắm là nguồn điện. Cùng với đấy là cái loa hơi cười và nói chuyện hai chiều trên cái camera này. Và ngay lập tức tự thông báo đến điện thoại thông minh của bạn và cho phép bạn không được theo dõi các những gì quan trọng. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nha. Mọi người nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách cho mình xin một lần like, một lần share, một lần subscribe nha.